nhau. Giờ đây tóc đã phai theo tháng ngày, ngoài trời mưa buồn thảm, khóc cho mối duyên bẽ bàng. Cuộc đời như con nước vẫn vương bao ưu phiền, thôi cứ trôi theo dòng triền miên. Sâu xa có mấy khi được gần nhau, nếu ta mãi ngóng trông. Hà Nội Điện Phố xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sử dụng đầu Kenwood K731, một phiên bản cao cấp bậc nhất của hãng Kenwood đời cao 2014. Nhiều tính năng ưu việt. Nhưng mà cái sự lựa chọn hôm nay là cặp loa Kenwood K505 với kích thước nhỏ gọn và cũng là một trong những cặp loa đời cao tương thích với đầu máy 2014 luôn các bạn nhé. Đây là một cặp loa có chiều cao chỉ có 28cm thôi nhưng mà hậu khá là sâu. Cân nặng lên đến 3 cân nặng lên đến 3,5 kg mỗi loa các bạn nha. Âm trầm của nó cực kỳ tốt mà các bạn có thể chơi được phòng khách, chung cư gọn hoặc là phòng ngủ, phòng làm việc. Đặc biệt đặt trên bàn máy tính của các bạn khá là gọn gàng. Nhưng mà công suất, đặc biệt là cái phần âm trầm của những cái dòng Kenwood K thì rất là tốt. Chút nữa mình sẽ chơi những cái bài nhạc mạnh, các bạn sẽ cảm nhận được cái âm trầm nó rất là sâu, rất là mềm mại. Đây, một cái màn loa màu trắng đặc trưng luôn của những cái dòng Kenwood K521, 531, K505. Đấy, giống nhau. Từ 521, 531 và 505 là cặp loa giống y chang nhau, chỉ khác nhau ở cái đầu thôi các bạn nha. Đó, màn loa màu trắng và gân là gân cao su nguyên zin luôn. Với cái phần bản gân rất là rộng, đánh rất là nhẹ nhàng để cho cái âm trầm nó mềm mại. Và con này mở rộng bằng cách là kéo cái hậu về phía sau rất là sâu, do đó nó cũng khá là nặng với chiều cao khá là khiêm tốn. Rồi, và chúng ta đang nghe qua cổng USB 1.0 kết nối máy tính làm sao kẹt giải mã không cần cài driver. Đây, PC in đầu Kenwood K731. Trong video clip trước mình có sử dụng đầu này để đánh với một cặp loa size trung Kenwood E7 80W một loa, còn cặp loa hiện tại của chúng ta là 40W một loa các bạn nha. Con này maximum nó kéo là 80W một loa. Trong video clip trước mình có giới thiệu khá là chi tiết về cái đầu Ken 731 này. Với chiều ngang của nó là 25cm, 25 nha, và cái đầu khá là nặng với cân nặng đến 5,7 kg. Và thuộc tiếp là dạng như là trùm cuối, cả về công suất, công nghệ, linh kiện. Công nghệ của nó đặc biệt thêm là trang bị được cái PC in này là cổng máy tính USB 1.0. Và tất nhiên nó cũng vẫn có là cổng hai cổng quang optical kết nối Smart TV giải mã 24 bit, 96 kHz, chuẩn HD. Và cổng USB 2.0 ở phía trước. Cổng này thì rất thích hợp để nghe nhạc không bị vướng quảng cáo. Đó là gắn vào USB trực tiếp rất là nhiều bài hát. Bên cạnh đó là nhạc lossless, nhạc gốc, đuôi flux và đuôi quay. Đấy các bạn, nghe nhạc chuẩn chất lượng cao, không bị vướng quảng cáo và có thể nghe được rất là nhiều bài hát. Rất rất là nhiều bài hát luôn. Và các bạn cũng có thể tận dụng cổng USB này gắn USB Bluetooth. Đấy, một cái mặt phay nhôm rất là dày. Con này mặt phay nhôm nó dày 4,5cm, 4,5mm các bạn nha. À, nguyên một cái mặt dày cui luôn. Và còn rất là đẹp, kiểu dáng thiết kế khá là sang trọng, hiện đại nữa. Mình sẽ test một bài nhạc High End Long After You Gone, nhạc của PMW Audiophile. Và con này rất là dễ tinh chỉnh với 4 dải tầng, đó là Deep Bass, dải bass sâu 10 nấc và bass mid trap thêm 3 dải nữa, dải bass cao, dải trung âm và dải siêu trap.
heard you're going on a journey, and your route is laid out plain. Going where the sun shines every day, no more heartache, no more pain. Don't pack those bags too full, my friend. Make sure you're traveling light. I've taken up of my love with you to keep you warm at night. I could be singing this song long after you're gone. Mình đang nghe nhạc chất lượng file là dạng lossless qua cổng PC, cổng USB 1.0. Nãy giờ chúng ta đề cập đến đó là cổng màu vàng này, cái dây màu vàng này nha các bạn. Màu xám là dây quang. Màu trắng đỏ này là dây AUX, dây bông sen kết nối điện thoại. Dây 3.5. Đó, nhạc lossless. Và các bạn có thể thấy được ở đây, các bạn chỉ cần bấm vào là các bạn sẽ thấy được ngay. USB audio codec, nó tự nhận diện liền các bạn nha, không cần cài driver hay phải chờ đợi nó cài đặt gì cả, gắn vào là nhận liền, rất là nhanh luôn. Đó, âm ly còn rất là mới, kiểu dáng rất là sang, mặt phi nhôm vân xước nghe, nút của màng nhôm rất là đầm tay các bạn, và cái nút của thiết kế khá là cầu kỳ. Cái dạng đĩa của con này là dạng đĩa nuốt các bạn nha, đĩa nuốt giống như xe hơi, nó không phải là cái khay đi ra đi vào. Nó digital nè, cổng quang số 1, số 2, cổng 3.5 ở phía trước, cổng AUX ở phía sau, CD đó, USB. Các bạn có thể chỉnh những cái tính năng đơn giản ở trên đầu máy, mà còn cái phần chỉnh bass drop, chỉnh deep bass ở trên điều khiển nha, và mình sẽ tặng kèm các bạn mua máy. Rồi mình sẽ bỏ đĩa vào, mình có đĩa nhạc chép luôn. Tại sao mình hay nói về cái vấn đề là đĩa nhạc chép? Thứ nhất là mình thử nhạc chép, có nghĩa là nó đọc được cái đĩa chép thì có thể nó chắc chắn là sẽ đọc được đĩa gốc, đó là hiển nhiên. Đọc đĩa chép có nghĩa là mắt còn tốt. Cái thứ hai nữa là nhạc từ đĩa chép không phải là nhạc chất lượng cao, nó chỉ là nhạc tạp nó chép vào thôi. Đó. Tại vì nếu mình thử đĩa gốc thì không phải ai cũng có đĩa gốc. Chất âm ra hay, nhưng mà khi các bạn bỏ đi chép vào chất âm nó không có hay bằng. Thì khi mà người nhận họ mua máy, họ mua được máy rồi họ về nói ủa sao nghe không hay bằng lúc mà test trên clip. Do đó mình thường test nhạc đĩa chép, hoặc là mình test cổng AUX nhạc trên YouTube. Đó là những cái nhạc mà tất cả mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận được. Rồi quay trở lại với phần test âm thanh qua đĩa CD. Không có đĩa nhạc chép phono. Đang chỉnh track cao giảm lại. Ngày tháng qua dòng tôi đi vinh kiếm từ kỳ quê hương thấm thổ gót mòn phong dương từ mùa đông sang hạ trên cao nguyên lữ loạn hành chiến trường là quyền ca chính thiên vọng gắng đêm trường bỗng con có nhớ chiều chia tay em. Xin lỗi các bạn, sai sót của mình về kỹ thuật, phần thông số kỹ thuật của cái chiều cao của loa nha. Loa chỉ cao có 24cm thôi. Cái hậu loa tính luôn lưới là 23, cái hậu loa rất là sâu, chiều cao và chiều sâu gần bằng nhau luôn á. 24cm chiều cao thôi mà loa đã nặng tới 3,3 kg rồi các bạn nha. Lời dấu em rất ngủ ngọt mềm
cách chờ với niềm tin yêu dòng stop. Đấy, đang chạy đĩa rất là tốt, màn hình sáng rõ các bạn nha, không mất nét không mờ. Tiếp tục với phần test USB. USB này của mình là nhạc lossless, file plug và nhạc gốc file quay trong này không nha. Chuyển qua. Và cái khả năng đọc của con này cũng rất là nhanh. Mặc dù là file dung lượng cao, cũng khá là nặng nhưng mà nó load rất là nhanh. Cái tốc độ, cái sự tốc độ xử lý của nó nhanh các bạn nha. Không phải đầu nào cũng nhanh, không phải dòng nào cũng nhanh. Tại vì tùy thuộc vào con chip xử lý của nó. Có nhiều cái là bỏ vào nó load một hồi mới ra. Bài này là nhạc gốc luôn. Hôm xưa này nó hiển thị trên này nè các tôi bạn. Đến phải quay nè. Nhà em ra về mới nhớ rằng quên cây đàn. Hiển thị luôn nè. Cây đàn bỏ quên. Đêm khuya thao thức mơ màng chờ mai tìm đến cô nàng. Tôi đến nhà em, cây đàn còn đó nhưng em đâu rồi. Bông hoa trên phím tươi cười, người tiên tặng đóa hoa đời tình phương. Tôi nâng niu hoa tàn tình tang, khi bông hoa úa vàng tình tang, lòng tôi vẫn vương nhớ người hay nhớ hương tình tang. Đàn ơi thôi cứ lên tiếng than hay. Ok, mình tạm stop nha. Chúng ta đang nghe nhạc qua USB. Qua bài thử xem. Bass đánh rất là tốt luôn. Đập vỡ cây đàn dần đời, đập vỡ cây đàn. Người ơi, người ơi, tình ơi, tình ơi, đập vỡ. Chuyển qua cổng PC trở lại để chúng ta nghe. Xin nhắc lại có hai cổng optical nên các bạn có thể gắn Smart TV, Android Box, LG Box thoải mái hai thiết bị. Đây các bạn, và có cổng súp điện nè, các bạn có thể tận dụng gắn súp vi tính hoặc là gắn súp nội địa. Cổng quang ha, hai cổng 1-2 USB 1.0 đây, và đây là cổng AUX và có cổng xuất nha. Cổng này cổng xuất ra thì các bạn làm đầu giải mã, con này biến cái đầu này thành đầu giải mã trung gian xuất ra, âm thanh rất là nét, dắt bắp chuối trong phần loa của chúng ta. 2014 nè, tem mát này nè. Con này được sản xuất vào bắt đầu mở bán vào 2013. Thì con này tên nó tới ngày 2015, 16 gì đó. Non-stop đậm đá.
hãy đeo tai phone vào để nghe rõ âm trầm hơn nha. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên bấm like cho mình các bạn nha. Và hãy nhanh tay tậu cho mình một dàn máy có thể chơi đa dụng như vậy. Và còn rất là đẹp, nguyên bản.